lại chưa? Qua lại rồi. Đào thắm tươi. Cả nhà vào lại cho em nhá. Nhổ cái đấy ra đi. Lúc nào nhắc nhổ, không quản lý được cái đấy. Vỡ cái vỡ cắm thì mình phải ấy chứ đấy. Để thì nó chai hết cả pin ra. Đổi mạng đi anh trai. Đổi rồi ạ. Không phải cái mạng wifi, cái mạng mạng dây á, đường truyền mạng dây là nó bị trục trặc, em hiểu không? Nó là trục trặc toàn quốc. Cái mà anh đang phát live stream này, anh đang phải mua tốc độ cao đấy, mua tốc độ cao phát 4G để phát live stream đấy. Thì nó buổi hết phát thì... lên nó bị hết. Buổi sáng mình lại nguyên buổi sáng có thể chạy wifi không được bị sao. Buổi sáng là chạy buổi sáng, buổi trưa nó chạy 4G bị chắc là không còn nhiều mấy. Bây giờ chạy vào nó bị hết. Đấy. Không nên nào phao cả số. Có em có lên. Nếu mà mọi người không thích quần jean thì em sẽ chuyển áo phao luôn. À, đúng rồi, thấy lúc ý đơ đơ rồi. Khả năng là lửa câu chuyện sau là mọi người không nghe thấy. Đang bị lỗi cáp quang, chào anh Việt nhá. Đúng rồi, đang bị lỗi mà. Anh Việt cái gì cũng biết nhỉ. Anh cũng nhận giỏi đấy, em chưa gặp ai thì đang bị lỗi cho nên là nó mới vì vậy chứ. Bình thường cứ phát ra. Cái gói mạng đây là gói mạng đăng ký cực kỳ nhiều tiền luôn. Không thấy có giày à anh? Giày vẫn có. Em quần này quần nữ đây. Nữ size 27 à? Eo 72, 74. À eo 70, 72. Quần nữ MNB. Eo 70, 72. Chị nào chốt em này xuất sắc luôn. Ống côn đẹp. Quần này trước là 250. Chào chốt này, chốt nốt em là chốt 200k cho em nhá. Chốt 200k lên trên má 46. Có đúng một cái thôi. Áo phao đi anh. Nên quần đi anh. Đấy, đang chạy nữa. Bơm tiền vào cái thì nó căng ngay, có gì đâu. Giờ cái gì trong bằng tiền à? Trước khi like là phải kiểm tra. Còn gói nào nữa không nhỉ? Thế thôi, gói thế nên là đủ một cái live stream rồi. Nhưng mà gói nào nữa không, để ví dụ như là mình nạp vào để mình chạy mấy ngày luôn ấy. Không, mấy ngày nữa thì nó tốn lắm. Thế yeah. Nam cao 1m72, 54 cân, eo 46 Hùng Phương. Eo bụng 76 á? Eo bụng 76 thì cứ chốt size 28. Sao vậy shop? Nó bị ao vì mạng nó kém. Thế là phải quần đời sao biết nhiều. Quần đời là size 27, là tầm size 26, 27, 26. Quần size nữ đấy, eo 70, 72. Quần nam eo 86. Con này rất là mềm này. Đây, eo 80, bác nào chốt luôn con này, đảm bảo mặc đã luôn. Im nhá. Eo 80, size 30, eo 80. Có quần Levi không em? Quần Levi có anh. Lên mã 162 này. Em lên cho mọi người nhanh một số quần nhá. Mọi người chốt cho em qua áo phao cho nhá. Tôi 55 cân cân bằng 66. Cho tôi một quần nhá. Chốt đây anh, chốt thêm mã. Em này size 32 em 84 này. Con này quần côn mới nhá. Size 32 em 84 cho em này. Rất mới luôn ạ. Lên cho em mã 28 ạ. Mã 28. 162 quý đôn. Em này Levi đây này. Con này Levi tác ra đồng hoàng này. Levi size 28 eo 76 xuông. Quần giá 149.000, 150.000. Nhìn chưa?
lên cho má 37 ạ, má 37. Rất nhiều gói đấy, mình không để ý. 28 chung đi. À, em phải đăng ký cái gói ST30 đấy. Được 7GB đấy, 7GB thì nó đấy phát một livestream hết tầm độ 4GB. Gói đấy là 7 ngày đấy. Nhưng mà mình dùng một livestream. Một livestream thì nó tốn mà, live thì nó tốn. Một livestream này nó phải ăn tầm 5GB. 78 bụng bao nhiêu? 78 á, 78 bụng 29 size 29. Đây 78 chốt này size 29 eo 78. 37 đồng tiền dùng. Size 29 eo 78 lên cho em 87. Em này Uniqlo xuất sắc nha. Uniqlo size 31 eo 82. Cọc thế nào á? Thì banh banh plus 100k cho một đơn hàng cho em nhá. Uniqlo size 31 eo 82 uli này, con này dáng suông. Nên má 56. 87 Phúc Thái. Em có dán này, có dán nhẹ size 32 eo 84. Màu đẹp. Size 32 eo 84. Quần nữ NI là size eo 70 72. Em này má 169, má nào chốt này má 169 rất ngon luôn. Em này size 29 eo 78 này, bác nào hỏi size 29 eo 78 này. Nên cho má 114, má 114 nhá. Một live stream này ăn hơn 5GB đúng không anh Việt ạ? Thì nó có 7GB. Em này size 36 eo 92. Size 36 eo 92. Nó có gói đây. Gói nó sẽ rẻ hơn. Em này 9 chân bì. Em này túi chéo xong lại có cả một cái túi khóa nữa này. Rất đẹp luôn ạ. Size 36 eo 92 lên cho má 202. Em này size 33 eo 86 này. Size 33 eo 86. Nên má 110. Mọi người chỉ việc chốt thôi, quần đẹp lắm. Mỗi tội là nó không đủ size đấy. Dòng này em vừa size to nhiều. Size 36 37. Eo 94. 36 37 eo 94. Nên má 25. Mô không chân bì. Size 32 eo 84 xuông. Size 32 eo 84 xuông. 55 cân 1m66. Size gì? Tập size 29 đấy ạ. Nên cho má 112. Mấy bác size to chốt đẹp này. Em này size 36 37 eo 94 xuông. Size 36 37 eo 94. Nên má 06 nhá. Con này size to bán 100k này. Mã 06 ưu tiên 100k. Em có cái quần sóc này. Quần sóc trong bác mặc mùa hè. 25 Nguyễn Thủy. Quần sóc này size 34 eo 88. Sọc nha, sọc. Sọc này em phúc tặng mọi người là làm kỷ niệm. Nên em mã 185. Đảm bảo mặc phê. Chắc chắn thì nhà không có con quần nào được như con quần này đâu. Mã 185 tặng. Anh đã đọc 162 chưa anh? Tối nay có lai áo phông không xốp. Tối nay không có áo phông. Con này quần zip 162 quý đôn đấy ạ. Con này zip size 30 eo 80. Zip size 30 eo 80 nên mã 32. Mã 32. Em này size 31 eo 82. 185 Phúc Thái. Size 31 eo 82 nên cho má 13. Alo. Má 13 cho nhá, má 13. Alo. Em này size 30 eo 80, con này có giãn này. Màu rất nạn em nhá. Size 30 eo 80 dàn di chìm. Nên cho má 117. Bên kit láng không xem được. Em này má 117. Chứ sao bảo không láng. Bye Minh Hoàng. Cháu hỏi là nay một 3G mà. 3G nhưng mà chắc gì cái đó đã có 3G. Bây giờ phải kiểm tra xem có 3G hay không. Anh bán cả kính à? Đúng rồi, anh bán cả kính. Mùa hè bán nhiều kính lắm. Mùa hè, ta thấy mọi người mùa hè mua nhiều. Cái này size 35 eo 90. Con này đẹp nhá. Size 35 eo 90. Lên cho mã 209 ạ. Mã 209.
Em này ly này. Con này ly cho em nhá, ly. Size 32 L84 quần ly. Size 32 L84, em này cho bác nào tầm 1m7 trở xuống thôi. Nên nhân mã 21. 172. Cái này nó chạy sim nào? Chạy sim 159. 359 nhá. 39 là cái máy xanh nhá. Máy lai ngoài này đây. Máy này chỉ cho một sim nó chạy ra đây. Em này size 35 L90 mềm. 29 trung hiếu. Lên nhân mã 178. Em này Levi này. Levi size 34 L88. Levi suông. Size 34 L88. Nên mã 49. Em này suông tiếp này. Xuông size 37 L94. Xuông 37 L94. Nên mã. Nên mã 189. Cái này mai nhá, mai mạnh phải kiểm tra từ đầu. Ok Phú Trần Thanh. Em tiếp nhận pin ạ. Kiểm tra từ đầu máy móc trong đấy đủ dung lượng hay không để cho nó chạy, đừng để cái tình trạng nó láng như thế. Không có làm sao mà live stream được. Em này size 30 L80. Size 30 L80 ạ. Nên cho mã 58. Mã 78 Hoàng này. Trần. Ai cho về vậy? Em này L70-72, con này của nữ nhá. Đường lim. Em này của nữ đây. Còn con quần nữ đây. L70-72 quần nữ. 58 khác bằng cố gắng. Nên cho mã 08. 08 quần nữ. Có áo da không em? Em còn ít áo da này. Chưa tiện lên được. Size 28-29 con này rất là mềm nhá. Cực kỳ mềm cái vải, mềm lắm. Áo da của mình đâu nhỉ? Chất mềm. Size 28-29 lên cho mã 188. Ly này. 08 khát vọng cố gắng. Ni suông size 38 L96. Cái này ống suông to. Nên mã 14. Tiếp tục size 30 L80 suông. 188 đang ngô. Nên mã 42. Em này size 34 L88 này. Rất là mềm luôn. Nên mã 11. Đây có dán. Có dán nhẹ. Size 29 L78. Màu đẹp. Ok anh Quý Đôn nhá. Nên cho mã 44. Mã 44. 14 Hoàng Trần. SSI 29 L78 xuống. Lên mã 184. Em này nữ. 44 Phúc Thái. Nữ L68-70. Nữ này. Nữ nhá. Nữ là chờ cho chốt 100k mã 1140 à. Tiếp tục em đi. Có này ốc xuông ly. Size 32 L84. Ống suông. 42 Cường Lê. Mã 60. 184 Thanh Nguyên 2. Tiếp tục size 31 L82 suông. Nên cho mã 186. Size 34-35. Size 34-35 L90. L88-90. Mã 157. 60 Trung Lê. Còn cái quần nỉ nữa đây. Size 32 L84. Nên mã 40. Em này size 31-32.
size 31 32 lên cho mã 95. Uniqlo. Uniqlo số 157 Dư Nguyễn. 40 Phương Mai. Size 31 L82. Cảm ơn Cường Quốc nha. Lên cho mã 130 ạ. Size 31 32 mã 130. Con này Uni đấy. Cái này size 31 L82. Con nào chơi màu đỏ đỏ này không? Chắc ít quá. Con này mã 196, bán là chốt 50.000. Màu kén chốt 50k. Mã 30 Ngô Tỉnh. Cái này size 30 L80. Size 30 L80 lên mã 51. Tiếp tục size 34 35 L90. Cái này lên trên mã 24 nhá, lên mã 24. Con này xuất sắc đấy. Cái kiểu mài của nó rất là đẹp luôn. 96 Phương Mai. Mã 24 ạ. Con quần sóc này. Con này là gì? 50. Quần sóc size 32 L84. Sóc. Sóc này 50.000 mã 108. Chuẩn bị vào mùa hè này bán quần sóc. Size 30 L80. Size 30 L80 cho nhá. Cái này rất là mềm. Hai đồng bồi. Xuông. Nên mã 49. Cái này sóc kaki. Sóc kaki size 29 L78. Con này Phúc tặng luôn nhá. Mã 203 em tặng này. 512. Size 35 L90 xuông. Mềm. Size 35 L90 xuông. Mã 128. Một anh tám Đào Anh Thiết. Nữ. Em này nữ L70 72. L70 72 lên mã 113. Mã 113 chốt 100k. Nhỏ con này cực kỳ nhá, cái chất liệu nó quan trọng, chất liệu rất là đã luôn đấy ạ. 49 Triệu Tuấn. Mã 113. Con này á. Cái áo này còn không? Anh không mai anh đoạn. Hai không. Em này Adidas size L trên dưới 70 cân. Trên dưới 70 cân chốt này 200 nhá. 200k lên cho mã 187. Tiếp tục size 30 L80. Size 30 L80 xuống. Mã 143. 13 Lê Văn Long. Cái này Uli này. Cái này Uniqlo size 35 L90. Size 35 L90 lên mã 31. Cái này Levi nhá. Levi Cường Quốc. Levi size 35 L90 con này có giá này. Đảm bảo luôn, bác nào chốt được con này. Bình thường Levi nó phải tầm hàng si 3-4 lít. Size 35 L90 Levi xuông. Mã 154. 153 Phương Mai. Con quần này thì ôi rồi ôi rồi. Không phải suy nghĩ luôn. Con quần này cứ auto mà chốt. Chỉ sợ chốt không được thôi. Size 9L78. Mã 104. Toàn quần đẹp. Đấy là dấu. Hay dấu. Đấy là dấu dưới đáy túi mà. Size 33 L86. Xuất sắc. Mạnh dấu. Chắc tự mạnh dấu để mặc đúng không? Toàn con đẹp. Nên mã 120. Mấy cái này đẹp thật. Đẹp. Toàn con đẹp mà. Monitor Thành Nguyên 2. Em này cái này còn nó ngang với dòng Lightning này. Size 32 L84. Đẹp lắm. Mã 08.
một after truyền khái. Size 31-32. 31-32. Mã 59. 120 Hùng Nguyễn. Size 35-L90. 08 Phan Văn Khởi. Size 35-L90 mã 49. Đây mình ra cá này. Cầm mà mát sướng luôn. Mỗi tội to thôi. Em này nỉ ra cá đây. Em này sang 3738. 3738, 3838L96. Kiểu em một chiếc vô ly 30. 59 Phương Mai. Hết rồi anh ơi. Có đây mã 56. Chả bảo em sớm. Cứ lên live stream là hết. Con này áo giữ nhiệt của Olavi. Con này cốt tông chăm chăm, mọi người nhìn vậy thôi nhưng mà mặc vào thì đừng hỏi luôn. Nó do cái cốt tông nhiều cho nên nó cứ dính dính vào nhau này này. Mùa này nó dính dính vào nhau. Đó. Áo giữ nhiệt Olavi. Con này 60 cân. Xong lại bảo là ôi em cày thế em không bằng vừa. Em này trên dưới 60 cân, con giữ nhiệt này cũng 150.000 nhá, mã 53 150. Size to không mặc được, đúng rồi. Bán nào cứ chốt vừa size ra được. Size 32 L84 Holister suông. Size 32 L84. Nên mã 144. Mã 144. Olavi. 150. Con này. Nam 3. Vì đưa ra trong ca. Size 35 L90 suông của Ewin. Nên má 135. Ôi anh giàu thế rồi cần gì phải mua vàng nữa. Nghèo nghèo người ta mới cần phải. Em này size 29 L78. Size 29 L78 suông. Nên má 172. Vàng bao tiền chỉ anh Việt. Vàng ra này xuống đúng không? 44 Hưng Trang Công. Em này của Gap. Con Gap này xuất sắc nha. Gap này thật sự nó là đỉnh. Hãng Gap đấy. Một bạn nam Trần Xuân Thuận. Không ít tiền đâu ạ. Bạn nào chốt được chúng mình đúng size em luôn. Chúc mừng luôn. Size 31 L82. Màu đẹp. Nên má 174. Con cơm đẹp nhỉ. Chúng mình mua lấy vài. Size 36 L92. Quần bên anh mặc thích, ok em. Chào Nguyễn Nam Mobi. 72 Minh Lê. Em này đẹp này, size 36 L92. Lâu lâu mới thấy em Nguyễn Nam. Nên mã 127. Nguyễn Nam anh mua đủ rồi. 74 Nguyễn Đài. Đầu năm chắc đi ấy nhiều. Đi lễ nhiều. Em này eo dài 100. Bán nào L100, L104. Nên cho má 42, ưu tiên chốt 100k. Xuông nhiều cái á. Độc giá mà. Màu đen thì ít ạ. 127 Truyền Khái. Em này ni. Ni đây. Này nên nào phao không? Em đang cố hết hết chỗ jean này, em nên phao đây. Chở dưới. Size 29 L78. Size 29 L78. Mai ngày mùng 10 là ngày tiết tân tái này. Nên mã 88. Cái đợt nên đỉnh điểm nhất là vàng bao nhiêu nhỉ? Vàng 58. Ở năm 6 mấy. Em này size 29 L78, con này có giãn này. Có giãn. Ok em cảm ơn nhá. Cảm ơn. Nên cho mã 146. 88 đầu tiền Dũng. Có quần jean ngố không á? Ôi giời, thỉnh thoảng có cái. Có. Quần jean ngố ít người dùng lắm, bây giờ ít dùng ngố. Đợt thỉnh thoảng có cái bán mãi chả được, toàn tặng thôi. 1m77 68 cân. Size bao nhiêu á? 77 68 cân tầm size 31. 77 86. À 86 cân. 86 cân thì phải tầm 86 cân đấy. 42 Hoàng Lê 37. 86 cân thì tầm size 36 37 đấy.
Có dây không bạn ơi? Dây có, dây có nhưng mà phải buổi khác nhá. Em này Uniqlo này. Uniqlo size 28 F76. Shop sẽ inbox qua Messenger rồi mình chốt được hàng, mai nhân viên inbox cho mình nhá. Đây mã 98 nha, Uli mã 98 này. Mã 98. Tiếp tục. 35. Bán nào size 35 xuông đẹp. 46 Văn Khải. Size 35 cho nhá. Lên mã 45. Size 35 mã 45. 98 Lương Tú. Lương Tú này thôi nhá. Em này size 29 F78. Xuông size 29 F78 xuông. Thế mình còn quần nỉ nào nữa không? Hôm nay thì không còn nữa. Lên mã 132. Quần nỉ đây còn 1 và 2 cái nữa thôi. Em này size 29 F78 xuông. 45 Nguyễn Đào. Size 29 F78 xuông. Mã 109. Đây quần nỉ còn cái này này. Đảm bảo mắc vào suốt này mặc sướng luôn. Size 34-35. Size 34-35. Nên cho mã 164. Mã 134 Hoàng Lê. Còn con size 35 không đọc eo à. Size 35 em đọc suốt là eo 90 ấy. Thỉnh thoảng trốn cái đọc chỉ size 35 thôi. Tại vì các bác biết 35 là eo 90 rồi đúng không? Em này size 32, eo 84. Xuông. Nên mã 34. Mấy con size to lắm. Hình như cái bình size to phải không? 164 Phan Anh. Con này size 39, eo 98. Size 39, eo 98. Nên cho mã 00. Mà to thì vẫn phải 34 Thanh Phạm. Tại vì là thỉnh thoảng vẫn gặp các bác size to, các bác chốt cho size 31 eo 82. Nên cho mã 67. Em này size 28 eo 74, con này xuông. Ống xuông. Nên cho mã 201. Philip. Gì đâu. Muốn tôi to thôi. Size 36 eo 92. Size 36 eo 92. Nên mã 143. Chính ra toát ra vào cái thông báo các bác lên quần jean, các bác lại vào nhiều đấy. Toàn quần jean nhỉ. Mày hay. Size 28 eo 76. Không xuông không côn. Vừa vừa. Nên mã 132. Mã 132. 67 Việt Đức Azuka. Cái này mềm này. Con này size 34 eo 88. Size 34 eo 88. Anh một Thanh Đoàn. Nên cho mã 25. Anh thèm quần dọc cơ mà của em nó chỉ chốt cho anh mỗi like được 1 2 cái. Anh chốt chậm thì em mới làm thế nào? Anh về đổi mạng anh chốt. Như anh Trần Thanh này ngày xưa. Này em này size 34 eo 88. Sao? Tìm do không đấy. Size 34 eo 88. 43 Truyền Khánh. Nên mã 47. Đấy, mà bảo anh không lấy. Tìm cho 3 cái không lấy cái nào. Đấy, tìm cho 3 cái không lấy cái nào. Bây giờ là không gặp chốt cho 2, 3 cái. Em này size 34 eo 88 xuông. 25 Hoàng Hà Thanh. Nên mã 111. Một ba hai Trần Tiến Thành. Em này size 30 eo 80 xuông. Nên mã 99. Quần nữ đây. Quần nữ lì vai đẹp này. Quá ngon luôn. Quần nữ lì vai cho nhá. 47 Thanh 88. Quần nữ này eo 68 thôi. Quần nữ lì vai của Thanh Đoàn ạ. Eo 68 cho nữ lì vai. Nên mã 106. Quá ngon. Bán rẻ 150 đấy. Em này size 36 eo 92 gần hết quần jean rồi, hết quần jean nên phao cho ít phao.
Size 36S92 lên cho mã 07. Đấy, bác nào hỏi quần đen này, có cái quần đen đây. 99 Vũ Đình Duy. Size 32L84 quần đen. Nên mã 27. Nên cho mã 27. Quần đen. 46 đồng tiền Dũng. Tiếp tục size 30L80. Xuông. Mã 145. Hai bảy Hưng Trang Công. Con này Ewin Made in Japan. Size 30 L80. Size 30 L80 Made in Nhật Bản. Nên cho má 117, chứng tỏ nhớ dai đúng không? Nhớ được, tại vì khách đấy cũng hơi thù thù. Size 29 L778. Con này, con này ống suông rồi chứ. Hay nhiều ông xuông. Nên cho má 198. Vào kho tìm vất vả được mấy cái quần ra không lấy ra, lúc đấy là 37 Cường Nguyễn. Con này size 28L76, con này xuông luôn nhá, xuông. Nên cho má 210, má 210. Mất tiền đống em không thể tìm được đâu anh ạ. 45 Nguyễn Tiến Dũng. Cái này size 35L90. Size 35L90 ạ. Mã 142. Rất rất bụi đời. 210 Lương Tư. Cái này size 27L74. Con này chốt hơi kén, chốt 50.000. Vừa bán vừa tặng, mã 07, size 27. 27, ít người 27 nhỉ. 07 Hoàng Lê. Em này size 27 xem nhá. Con này cao này. Size 27 dài nhá. Con này phải cao 1m75 trở lên. Hồ Lai Dương Lâm anh. Nên cho mã 55. Size 28L76 xuông. Size 28L76 xuông, đẹp. Mã 118. Cái này nữ. Nữ à? Bé lắm. Nữ eo 66, 67. Nữ. Nữ này chốt mã 208 nhá. 108 Trần Xuân Thuần. Em này size 28L76 xuông. Nên mã 47. Toàn xanh không? 198 Cường Lê. Cái này size 30L80 xuông. Size 30L80 xuông, mã 195. Tiếp tục size 31L82 xuông. Size 31L82 xuông. Lên cho mã 85 nha, mã 85. Em này size 30L80. Facebook anh Huy Lương là chiều dài bao nhiêu? Size 30L80 anh cao bao nhiêu ạ? 28 xinh tổ bơ. Size 30L80 lên cho mã 78. Mã 78. Con này eo phía bao nhiêu? Eo 66. 3 tiền. Bình thường sao? Size 35L90. Size 35L90 cho nhá. 85 Việt Đức Azuka. Size 35L90. Đẹp lắm. Cái này lên cho mã 68. Cái này rất là mềm này. Ôi trời, ống suông này. Ống suông này. Size 29L78 suông. Nên cho mã 204. 47 Hoàng Dương. 204. Còn mấy cái nữa hết mọi người. Tiếp tục size 29L78 xuông này. Toàn hàng xuông nhiều nhá. Xuông rất phù hợp với các bác luôn.
nên mã 50. Bác mặc xuông đa phần là tuổi em trở lên nhỉ. Size 38 eo 96 này. Phan Anh Tư, Cường Nguyễn. Size 38 eo 96. Nên mã 20. Quần này Việt thỉnh thoảng có cái. 68 bán lộc. Con này Uli này. Uni mềm size 34 eo 88. Xuông. Size 34 eo 88 xuông mã 138. Cái này mà pết, cái dòng quần này mà pết nhiều người trẻ thì xác định luôn nhỉ. Dòng xuông không phù hợp với các bác. Size 31 eo 82. 50 dung dung. Xuông size 31 eo 82. Nên mã 83. Cái này size 36 eo 92 này. Size 36 eo 92. Xuông mã 70. Còn hai cái nữa này. Cái này màu lông chuột. Size 28 eo 76 xuông. 83 Hưng Trang Công. Cao 1m6 à. Hưng Trang Công lên trên sớm tội. Cao 1m6 thì khó lắm. Quần nó đa phần nó dài. Nó dài theo tiêu chuẩn. Bình 70 thường, Trần Xuân Thuận. Bình thường cứ phải 1m68 đến 1m7 là đã là gọi là trung bình rồi. Còn ví dụ như em là cao 1m75, đúng ra chiều cao cân nặng nó với cả chiều cao cân nặng nó phải tương xứng với nhau thì nó mới dễ chốt. Còn đa phần bây giờ người ta cũng sản xuất theo cái tiêu chuẩn mà. Size 28 eo 76 mã đây. Cái này xuông lên cho mã 07. Xuông mã 07. Cái này size 31 eo 82 xuông. Size 31 eo 82 xuông. Con này giờ lốt con này nhá. Mã 117. 117 cho em ạ. Áo gì này đang mặc hết rồi ạ. Phao đây. 07 Lương Tư. Con phao này của Quaiden. Con này dòng này con xịn hơn của Lai Linh. À mới. Nào, xịn hơn Lai Linh. Áo phao là 250.000 nhá. Đồng giá 250.000 giống hôm qua. Con nào giá khác em báo. Có thể một số con mà nó màu sắc nó kén có thể em Phúc sẽ sell cho mọi người. Ok ạ. Ăn nhiều bánh trưng quá. Hơi to đấy anh. Ôi giời. Giờ có ăn bánh trưng mày đâu em. Lười lao động nó vậy đấy. S này 65-70 cân. Phao Đông Vũ. Ẩm lắm. S này lên cho mã 20 nhá. Bác nào chốt được là chúc mừng luôn đấy. Mã 20. Chốt mã 117 kìa. Từ từ. Ơ đăng kim ạ. 249. Em 1m83 nặng 80 cân. Chọn cho em 3 cái size 32. 32 ít lắm em. 32 không có nhiều đâu. 20 Nguyễn Lân Nguyễn. À? Phao này nói chung là những cái dòng phao này là mọi người thiên về là cứ mặc vào là ấm thôi. Quan trọng là cái chất vải này là một, thứ hai là phao bên trong rất là nhẹ luôn. À. Con này thì mặc kiểu gì? Mặc freestyle à? Freestyle. Em này 70-75 cân. Ấm lắm. Em này 70-75 cân nhá. À, chốt này á. Con này hơi kén đây. Chốt 150.000 thôi. Mua về mặc cho nó sướng. Đây luôn cái mặt này này. Sờ nó đã luôn này. Nên mã 70 nhá. Sập sàn luôn. Mã 70. Vừa bán vừa tặng. Xem size 30 đi á. Phao siêu nhẹ đây. Phao này 70-75. Rồi Long Vũ đây. Toàn phao Long Vũ mà. Tất cả những phao này phao Long Vũ hết nhá. Em là trên dưới 70. Con này bán 250 nên là bị quá rẻ rồi. Nên mã 143. Ôi giời. Mã 143 cho em.
Một em The Lost Face. Nữ. Nữ. Không hiểu không? Cái này không phải nữ đâu, này nam đấy. The Lost Face nam. Màu này nam tính. Có áo da không phúc. Áo da em có nhưng mà không tiện. À, hôm nào em nên nốt nha. Em này The Lost Face trên dưới 70 cận. Ô, con này đẹp. 43 Nguyễn Đức Hưng. Ôi trời ơi con này. Bác nào chốt con này chốt 350.000 lên mã 5 năm. Con này quá đẹp. Ăn nhau cái màu này phối đây. Nhìn rất sang luôn. Nên cho mã 5 năm con này nhá. 350 The Lost Face. Quan trọng là con này dày. Nhiều phao dày. 350 em này trên dưới. 55 Giang Nguyễn. Con này 75-80 cân. Quay phao rộng 75-80 cân. Size to anh Phúc bán cho mọi người 200k này. Bác nào size to được sale. Mã được sale thêm này. Mã 143 200. Mã 143. Ưu tiên các bác size to. Em này 50 cân 45-50 cân. Rất phù hợp cho bác anh em nào. Hoặc là các bạn trai, các bạn cấp 2 cấp 3 cũng được. Hoặc là các bác đi mô tô cũng được. Con này 50-55 cân vẫn được nhá. Nên cho mã 118. Mã 118. Đúng rồi anh Việt. Tiếp tục con này 60 cân. Phao siêu nhẹ. Trên dưới 60 cân cho này. Có mũ. Nên cho mã 50. Mã 50 nhá. Trên dưới 60 cân mã 50. Em này Uni này. Uniqlo trên dưới 70. 43 Cường Lê. Uniqlo trên dưới 70 cho em ạ. Nên mã 198. Mã 198. 50 Đăng Ngô. Em này 90 cân. Có bác nào 85 90 cân không? 85 90 cân. Em này chốt vừa bán vừa tặng 150.000. 150k lên cho mã 145. 85 90 cân. 150k. 198 Nguyễn Thị Hải Yến. Em này 70 này. Đẹp. Siêu nhẹ 70. Đúng mặt cân em luôn. Em cao 1m74 cân nặng 70 cân. Nên cho mã 59. Màu đẹp. Mã 59. Em này mặc hai mặt này. Dòng này là dòng suông. Bồ Lao Nguyễn Xuất Tiến. Cái này cho những bác cao 1m65 trở xuống nhá. Cân nặng tầm 65. 60-65 cân. 15 à? 1m65 cân là 60-65 cân. Mã 49 chốt 200k. Mã 49-200. Em này 70-75 này. Phong này 75. 59 Nga Văn. 75-80 cân được. Em này cũng 200k luôn. Mã 210. Size to, ưu tiên các bác size to 200k, mã 210. Tiếp tục con này 80 cân. Trên dưới 80 cân. Cũng 200 luôn, mã 56. Không thể bán đâu giá. Mã 56, ưu tiên này. Em này cũng suông này. Con này dòng suông cho bác nào cao 1m65, cân nặng tầm 65-70 cân. Chốt nốt 150 lên mã 47. 49 Nguyễn Quỳnh. 150 mã 47 cho em nhá. Đấy đấy. À, con này nổi khóa này. 56 Nguyễn Lâm. Cái khóa này chỉ cần bấm lại một cái là nó được cả nhà nhá. Về các bác chỉnh được nhá. Cái này bấm lại, tức là bấm nó vào chút là được thôi. Em này 50-55 cân. 50-55 cân nhá. Chốt này chốt trừ khóa 100, chốt này chốt 100k. 100k mã 07, về chỉnh lại một chút khóa là được nhá. Khóa này không ảnh hưởng đâu ạ. Kéo được lên trên. Nó chỉ là kiểu như là nó bị giãn khóa ấy. 210 Hoàng Nguyễn. Mã 07 100k 50-55 cân. 07 47 07 chứ. 07. 07. 47 Văn Sơn. Tiếp tục con này 75 cân. Em này thì siêu nhẹ. Cái thớ phao này nó rộng này. Mặc ấm này, dày,
Vai 70 75 cân đẹp đấy. 70 75 cân lên cho mã 109. Em này mã 109 cho nhá. Mã 109 siêu nhẹ. Em này 75 80 cân. Ok chị Kim Lê. 07 Kim Lê. Em này 75 80 cân cho này, 75 80 cân. Nên mã 187. Mã 187 kể cả con là 100k đấy, các chị nữ mà chốt về mặc được mà. Con đấy 50 55 cân. Bao này thì mặc sao được. Bình thường. Tiếp tục 9. Trang Đinh. Em này 75 cân này. Chị Trang Đinh lên trên số điện thoại ạ. À? Nên mã 95 75 cân, mã 95. Em này 70. Đây trên dưới 70 cho này. Trên dưới 70. À chốt này 200k mã 140. Đẹp 65 70 cân nhá. 187 Trang Đinh. Được không? Em này đi ngoài chơi được này. Đi ngoài chơi được này. Có này trồng tấm nước rồi. Khả năng trồng tấm nước. Trên dưới 70 cân. Trên dưới 70g. À chốt 200k lên cho mã 25 200. 95 Truyền Khánh. Ơi. Chưa chưa. 07 100k chốt rồi ạ. Ngon thế. Đây 60 65 65 cân, 60 65 cân. 60 65 cân lên cho mã 201. Mã 201. Tiếp tục 70 này. Trên dưới 70. Trên dưới 70 em này chốt 200k mã 111. 111. 40 Hoàng Nguyễn. Con này cho chị nữ này dạ này. Dạ thời trang ấy. Cho chị 55 cân nhá. 201 anh Tần Nguyễn. Cho nữ 55 cân này. Nữ 55kg. Dạ nữ này. Đẹp. 55 60 cân bình thường thôi. 55 60 cân nữ nhá. Chốt cho chị chốt 200k mã 204 à mã 24. Em này Uli Pilo này. Uli Pilo 75 80 cân. 25 Cường Lê. 75 80 cân. Em này cũng 200k mã 195. Em vét phao này. Vét phao. Vét phao trên dưới 70. Trên dưới 70 lên cho mã 37 nhá. Mã 37 cho này. Một em phao Adidas này. Em phao đáp này 75 80 cân. Ok, em tiếp nhận thông tin ạ. Em này 75 80 cân lên cho mã 189 đây. Mã 189 ạ, 189. Một em áo dạ rất dày. 11 Hoàng Nguyễn. Áo dạ xuất sắc này, dày lắm. Áo dạ này 65 cân. Áo dạ bên trong lót phao lông vũ. Em phao. Em dạ này 65 cân. 37 Đức Liêu Nguyễn. Nên mã 106. Cho chị áo xem áo xanh tí than. Em này 70 75 cân. 70 75 cân chốt này 150 này, mã 47. 150 mã 47. Mạnh ơi. Cái áo mã 20 lại phúc mà còn không. Anh lấy một cái. Cái này có mỗi cái thôi, chốt rồi anh ơi. Giá đầu tiên. Cái này có mỗi cái thôi. 1x6 Dương Lâm anh. Quá trời. Cái này. Bình thường. Ấm lắm. Mặc phát ấm luôn rồi nè. Có mũi.
em đây 70-75 cân, con này cực xịn luôn, quá trơn tuột. Lên mã 23-70-75 cân, mã 23. Tiếp tục con dạ nữa này, dạ này 55-60 cân, 47 Hồng Thiên, dạ 55-60 cân. Em dạ này 60 cân lên mã 32. Mã 32 ạ. Đây con xanh tím đây. Xanh tím Uniqlo này. Cả 204 có ai chốt chưa? Pack vào mã bao nhiêu? Pack vào chốt chưa? Pack vào chốt rồi. Con này 75 80 cân xanh tím đây. Cái này mã 195 chốt có 200k thôi. Mã 195 200. Thấy được không? Phải cho nhiệt vào mới được. Tiếp tục này. 23 Phương Nguyễn. Cái này 70-75 ạ, 70-75 cân nhá. Chốt này lên cho mã 132 ạ. Cái này 100, à quên, em này 200k. 132, 200k. Bye Trần Mạnh Lâm. Cái này 80 cân này. 80 cân, mã là chốt này 150 lên mã 196. Vừa bán vừa tặng luôn. Những cái màu này với cả size to em bán này, 150. 150 mã 196. Đấy, nó nhiều màu kén kén như này em bán này. Cái này 75 cân ạ. Cái này 70-75 cân ạ. Chốt lên cho mã 99 nhá. Mã 99 chốt 200. 200k mã 99. Mã nào không kén màu thì cứ chốt thôi. Rất rẻ. Tại vì là màu với cả size nó cũng to. Đây, còn mấy con này nữa đây. Mấy con này cho bác nào hay ngồi thiền thì được đấy. Trên dưới 70 cân. Trên dưới 70 cân chốt này chốt 100k. Nên mã 34 chốt 100k mã 34. Mã 32 Thành Việt. Cái này cho bác nào 80 cân, màu này đẹp nhá. Trên dưới 80 cân này. Chốt 200 lên mã 40. Mọi người chốt này 2 cái mà mặc. 2-3 cái. Cái này choàng dài. Choàng này 65 cân ạ. 65 cân. 65 cân chốt 200k lên mã 132. 34 Nguyễn Thị Hải Yến. Mã 132. Tiền. Con này Bamber cho bác nào 75-80 cân Bamber này. Bamber này chốt 100k mã 108. 108. Chị anh bỏ like rồi anh ơi. À Hà Anh Phúc. Đâu chị anh mới like buổi trưa mà. Anh like buổi tối. Chị anh không bao giờ like. Ít lúc ta like buổi tối ngày trước có thỉnh thoảng. 40 Quân Nguyễn. Rồi ở nhà phải trông mấy đứa trẻ. Giờ chúng nó phải có người trông. 200. Cái này 80 cân nhá, 80 cân 200 lên mã 130. Cái này 70-75 này. Ấm. Đẹp. 75 cân nhá, 70-75 cân. Cái này mã 97 cho mã 97. Mã 97. Đẹp chưa? Đẹp quá chuẩn luôn. 132 Nguyễn Hoàng. Con này rất là thể thao luôn này, mới nữa chứ. Trên dưới 70. Mới tinh đẹp. Trên dưới 70. Nên mã 42. Mã 42. Cái này 80 này, 75-80 cân. 75-80 cân chốt 150.000 nhá. Mã 208, 150 mã 208. Em chào chị Châu Anh nhá. Một hai quan trà. Đẹp chưa? Em đây 65. Trên dưới 65 cân, xuất sắc này. Mã 49. Đây bình thường. Em đây mã 49 chưa nhá. Em đây nữ à. Nữ dáng dài. Có chị nào mà kiểu hay đi chợ này bán hàng 208 lên nữ này là 50-55 cân thôi, còn là chùm ở cả dưới chùm mông luôn đấy, chùm mông vào 50-55 cân ạ. Chốt 100k này,
cực dày luôn nhá. Phao nó rất là dày, mặc ấm. 100k cho bạn, lên cho má 169, 100k má 169. 49. Alin nữa. 55 cân em không vừa đấy, em không vừa, em không mặc. Vừa. Đây cho bác nào 75 cân. Phao này quá ok luôn, dày. 75 cân lên cho má 202. Nên má 202. Mẫu 30 Hoàng Lê. Xem lại gì? Xem lại. 30-80kg á. Cái tiên con vừa đấy này. Mai nhân viên họ chụp cho mình xem lại nhá. Em này cũng chùm luôn, chùm này. Nhưng mà con này 55-60 cân. 55-60 cân con này em cũng bán 100k này cho các chốt đây. 100k má 104. Em này 70-75. 70-75 cân. 202 Quân Trà. Em này 200k lên cho má 67. Một em Nhung này. Nhung này bên nam hay nữ? Này nam rồi. Nhung này là nam. 70 cân. Đúng rồi. Mày này mặc tự do, mặc tự do và mặc thoải mái ạ. Cho dòng tin trẻ trung. Nên mã 83. Ngoài Nhung trong phao nhá. Mã 83. Em này 80 cân. Trên dưới 80 cân. Chốt này chốt 150 mã 00. 150k mã 00. Một đi tương với nòng. Không phải đâu. 67. 67 hay 07? 07 chốt chưa? 07 chưa đấy. Nhưng mà 07. Chắc là đọc không 67 thì 07 đâu. Đây là con đấy. Chốt đi. Con này 20. Không phải đồng, anh đồng ạ. À. Em này 75 cân này. Mã 28. 75 cân mã 28. Em này bên trong nót bông này. Bây giờ trong nót bông rất ấm nhá. Không không anh đồng. Em này 55 cân. 55-60kg cho này, 55-60 cân. Em này chốt cho em con này 150 lên mã 120. 150 mã 120. Con này 150. Tiếp tục 70 cân này. Anh đồng đấy ạ. Em này trên dưới 70 cân. 200k lên cho em mã 157. 83 Hoàng Lê. Con nào không báo giá là 250 nhá. 120 Vinh Lê. Em này của Colombia. Nữ nhá. Hãng thể thao Colombia nữ 50 cân. Rất dày luôn ạ. Con này có khả năng chống thấm nước luôn. Em này chốt 150 lên mã 135 nhá. 50-55 cân mã 135, 150. Mã 1972 kg mặc không ok không chốt. Em không nhớ lại mã 49 là mã nào nữa đâu. Với trong khoảng cân của em báo là ok đấy. Cái này 70, trên dưới 70 cân. 28 Hoàng Nguyễn. Cái này chốt 200k lên mã 21, chốt 200. 157 Văn Thái. Cái này 55 cân. 200. 55 cân mã 56 cũng 200. Con này là lữ. Lữ cái nào? Nam. Ở Nam. Nam mặc thoải mái tự do. Em này 55-60 cân cho Nam. 55-60 cân nha. Thời trang, ngũ đi. 55-60 cân. 21 Huyền Văn. Em này chốt cũng 150 mà 45. Cực chất, con này mặc hai mặt luôn nhá. 150 bán rẻ đấy. Đẹp lắm. Vừa bán vừa tặng luôn. Mã 45 này. Con này 150 cho 135 chốt nha. 135 Nguyễn Sao. Lên đi. Con này bao nhiêu?
trong rưỡi. Tiếp tục 75-80 cân. Em đây 75-80 cân, 80 cân đẹp. 45 một ngày mới. Lên cho má 31. Má 31 ạ. Không chốt được cái thằng gì. Tiếp tục em đây dáng dài trên dưới 70. Trên dưới 70 cho nhá. Em đây má 146. Trên dưới 70 má 146. Tiếp tục 70-75. 70-75 kg. Nên má 172. 315. Má 172. Đồng giá đây. Em này cho bắt nào 75 cân. 75 kg chưa nhá. Lên cho má 204. Chốt 200k mã 204. Mã 72 Thảo Bình. SS 60. 55 60 cân mới. 55 60 kg. Con này nam nữ mặc được. SS chốt 200 mã 53. Em này nữ 55 60 cân, 60 cân này. Nam này nữ. Nữ sao? Còn vớt à? Em này nam rồi. Trăm rưỡi. À 200. Em này nam 65 70 cân. 65 70 cân em này chốt cho em con này nhá. Màu này em bán 150.000, mã 42 mới. Anitor Trang Lương Duy. Mã 42 150. Đây còn màu cam nữa này, 150 này. Bán nốt 150 này. Em này 60-65. 60-65 cân. Nên mã 68, 150. Còn xanh. 53 Thanh Hòa. Đưa về thay rồi. Xanh 20. 200. Hai con kia 150. Em này mình trong lót bông nhá. Bên trong nó bông ạ. 55, cái này 55 cân. 55 60 cân ạ. Chốt nốt 150 mã 98 này. 42 Nghĩa Hồng. Cái này cho bác là 80. 80 cân. Rất dày. Trên dưới 80 cân chốt 200k mã 44. Em này 50 cân, 55 cân, 50. 68. Liên xe đạp. 50 cân chốt nốt 150 mã 11. Đã 150 hết. Đấy con này 150. Không ghi à? Ghi rồi. 44 Nguyễn Đào. Tiếp tục con này đẹp nhá, 65 cân này. Rồi rất phong cách luôn, 65 cân. Trên dưới 65 cân lên mã 46. Mã 46 ạ. 98 Cương Vàng. Mười một Lê Trọng. Em này nữ 55 cân này. Nữ 55 cân mã 117. Em này chốt 200k mã 117. 117 200. 7 có thuyền mới hiểu biển mênh mông như nào. Em này 65 70 cân ạ. 65 70 kg. Số này 200k mã 39. Mã 39 200. Đây mã bự à. Bamber. 46 Hoàng Liên. Bamber này 55 cân. 50 55 cân chốt 150 mã 119. Mã 119 ạ.
này nữ rồi. Cơ cả. Ở đâu, ở trong lớp khác đây. Hai lớp, mặc hai mặt. Cái này mặc hai mặt nhá. 39 Trần Hồng Phương. Cái này nữ, nữ 55-60 cân đẹp lắm. Chị nào nữ này mặc đẹp này. Tuyệt đẹp luôn ạ. 55-60 cân chắc. Con này nhá, 200. Cái này các chị làm áo choàng cũng được đẹp. 150. Cái này chốt cho em 200k mã 186. 19 đào ngô. Mặc hai mặt không thích, mặc mặt kia thì mặc mặt đen đây nhá, có chữ. Có chữ đẹp này. Đấy. Có chữ đẹp. Mã 186. E này tầm 50 cân thôi. E này phao 50 cân cũng 200k mã 60. 186 Thúy Hằng Phạm. Em này trên dưới 80. Dày, có này dày lắm. Em này 80-85. Em mặt này. Ờ à. Cả mặt tím cả nhà nhá. 80-85 cân. Con này rất là dày. Mới. 80-85 cân. Chốt mã 38 nhé này. Mã 38. 17 Hoàng Lê. Con ý á, con ý 200. 60 Đỗ Thái. Cái này nữ rồi. Nữ 55kg. Nữ 50-55 cân ạ. À. Mã 88 nhá. Chốt 200 này. Con nữ 200, mã 88. Một em Uniqlo. Uniqlo 70. Cái đó mai để tí nữa xem nó mai ấy đi. Có cái ấy đây. Em này à, em này 70 nha, trên dưới 70. Con này chốt đốt 100k mã 144. 100k mã 144. Không để ý. Nữa kiểm tra xem nào. Không mai báo, mai báo khách. Nếu mà nó bị lỗi rồi thì thôi. Ba Tào Nguyễn Minh. Cái này đẹp này. Cái này trên dưới 70. Ôi, quá xịn luôn. Tàn Tàng Nguyễn Phương. Trên dưới 70 nên nên mã 49 ạ. Nên cho mã 49. 20. Đây mã 49. Đây cái nào chút này còn ngon này. Con này là vest. Màu cũng đẹp. 49. 49 Đỗ Hải Hiền. Em này 60 cân. 60 cân, xuất sắc luôn, màu đẹp này. 60 cân lên cho mã 86. Mã 86 ạ. Em này 70. Em này bằng nhung nhá. Mặt ngoài bằng nhung, ấm. Và con này rất là đẹp luôn đấy ạ. 86, một ngày mới. Anh một ngày mới lên trên này, rất là đẹp. Trên dưới 70 cân. Nên mã 101. Bình thường. Ê, mã 101 xem ạ. Con này của Anta này. Anta cho bác nào 80 cân. Anta 80 cân. Mới nhá, cái này rất là mới đó. Em bị rộng quá nên là mặc nó hơi thùng thình. Anta trên dưới 80 cân nên cho mã 209. Mấy kia rồi nấp nhỉ. Có mà, có hôm nọ có mua. Nó, hôm nọ không. Nó không mang sang cả cái bàn nà ấy. Đấy, tiếp tục, có này Kappa này. Kappa bên trong có bông nhá, lọn bông. Em này Kappa trên dưới 70. Sắp hết hàng chưa em mình? Sắp rồi anh. 101 Tân Hoàng. Em này lên cho mã 112 Kappa. Rồi.
Cáp 3 này bác nào chốt 350 nhá, cáp 3. Con này bình thường. Ừ. Em 70. Ta bình thường. Em 70 mới quá. Em này trên dưới 70 rất mới. Nên cho má 19 Phạm Minh Hương. Nên cho má 197. Chốt quá đẹp kìa. Đâu? Con này măng. Em này măng tô 70-75 ạ. À. Con này 75 cân măng tô nhá. Măng tô dạ. Măng tô dạ bác nào chốt 150 lên mã 185 150.000. Mã 185 Quang Lê. Bình thường rồi. Em này phao này, phao Long Vũ bên trong nhá. Phao kẻ này 70-75 cân. 70-75 kg. Bác nào chốt nốt con này 150 mã 142 150. Mã 142. Trên dưới 70 cân. Ôi dồi ôi. Màu này đâu. 12 Hoàng Việt. Không phải màu đâu. Nên mã 91. 185 Trần Thiền. Con này một con khoai đơn này. Vừa phao vừa bên trong nót. Nót bông luôn, nót lông luôn. Con này giống con xanh xanh đầu tiên này. Cái này trên dưới 70 nhá. Nó đang có hình chim này. Đó hình chim. Biden mới. Con này á, 150. Cái này trên dưới 70 bắt đầu chốt này 300k lên cho mã 85 này. Mã 85 chốt 300. Chỉ còn size to thôi ạ. À. Mã 85. Anh Vũ Hưng thích. Em này 45 cân. Phao 45 cân cho các bé đây. Em chốt 200k đây cho mã 03. 200k mã 03. 91 đây. 91 Tân Hoàng. Còn đâu? Không. Không tí nữa. Mọi người đang tít. Quay đường đây. Quay đường 30. Anh cao 1m75 cân nặng 70 cân. Đồng giá 250.000. Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn lên trên chợ. Đồng giá 250.000 nhưng mà từ nãy giờ em báo thì đầy con toàn con 150-200. Tại vì có một số con màu sắc nó cũng màu nóng kẹt kén thì em báo rẻ mọi người chốt. Hoặc là size to này. Đấy size to này thì khuyến khích các bác chốt. Em này trên dưới 80 cân, chốt này 200 nhá. 200 lên cho mã 127. Mã 127 200. Con này mặc hai mặt. Đây cho các bạn nhỏ nhỏ. 03 Nguyễn Dương. Em này tầm 40-45 cân, đẹp lắm. Này. Đi kia. Mặc hai mặt luôn. Tầm 45 cân, xịn. Đẹp. Em này chốt mã 51 nhá. 45-50 cân, mã 51, 45-50 cân. Đây 60 cân ít em ơi. 60 cân bán hết. Em này 70-75 đẹp này. 70 hơi dư tí. Bán nào 73-75 đẹp hơn nên mã 08. Mã 08 nhá. Em này nhung bên 127, trong 127 Nguyễn Kim. Cái này nhung bên 51, trong 51 Tân Hoàng. Bên trong nốt lông. Em này. Nhung này 50 cân thôi. Đó, bình thường. Em nhung này chốt cho em 200k mã 13. Cái này 60-65 cân này. Màu đẹp 60-65 cân lên mã 06. 08 Liên Xe Đằng. Em này gió Lai Kỳ.
Em gió Nike 75-80 cân. Gió Nike 75-80 cân. 13 Nguyễn Gia Hồng. Cái này mã 25 nhá. Con này của Nike mã 25. Cái này trong nót lông này. Câu 6 Đông Tô. Cái này 65-70 cân ạ. Đẹp ạ. Hàng này trên cả Lai Linh luôn. Con này hàng của Nhật. Bác nào chốt đây này 350 nhá. Đây toàn bộ trong 25 Hải Anh. Còn lót lông. Nên cho má 184 350 350. Đây này 60 cân này. 65 cân ạ. Em cao 1m75 cân nặng 70 cân. Em này 65-70 cân. Chốt này 200k lên mã 184 Bình Lê. 200k mã 174. Tiếp tục. Áo Gucci vừa rồi chốt rồi ạ. Em này 70. Chuẩn 70 cân đẹp. Nên mã 94. Mã 94 thôi ạ. Gucci nào nè. Chả để ý. Gucci vẫn đi liên tục. Con này 200. Em này 80 cân. Mùa Hải Tơ Nguyễn Đức Cường. Em này trên dưới 80 cân. Bác nào chốt 150 mã 29 đây. Con này 200. 150k mã 29. Tiếp theo. Con này chỉ siêu ấm luôn. Bác nào 75 cân. Xị. Siêu ấm luôn ạ. 75 cân. Và đặc biệt là cái bề mặt này rất là sướng luôn. 75 cân nhá. Mũ này lót bông, lót lông, mũ lót lông. Nên mã 58 ạ. 75 cân mã 58. Em này nữ nhá. Nữ mặc hai mặt này, có một màu mặt đỏ và một mặt xanh. Nữ này 50-55 cân này. Nhung 55 đấy là mặc vừa. 58 Phạm Hoàng. 50-55 cân con này 200 lên mã 203 200. Em này 60 cân. Nam nữ mặc được 55-60 cân, nam nữ đều mặc được nhá, mới tinh luôn ạ. Em này chốt 150 mã 113. 150k mã 113. Em là 80-85 cân này. 80-85 cân cũng 150 luôn nên mã 43. Đẹp chưa? 13 Đỗ Hải Hiền. Em là 70-75 cân. Tay này bằng da nhá. Chữ này chất lỗi hết. 150. Em là 70-75 cân. Mặc freestyle cũng được ạ. Nên mã 51 cho này. Mã 51 phao Đông Vũ. Ở ngoài lót nỉ, ngoài nỉ. Em này 75-80 cân. 75-80 cân, chốt 150 mã 164. 150k mã 164. Sao khó chốt thế á? Áo khoác đen chốt rồi. Nai mấy kênh vậy anh ơi? Nai một kênh thôi. Ủa con này dày lắm. Nai đấy. 203 Vũ Hải Thành. Mọi người biết cái thớ phao trong này rất dày luôn. Con này của Adidas nhé. Con này bao nhiêu? Con này 200. Em này Adidas cho em ạ. Adidas này 75-80 cân. Tối thiểu phải 75 cân mà mặc con này nhá. Con này em 70 bị dư nhiều này. 75-80 cân. 75-85 cân được. Adidas cực kỳ xịn. Em này chốt 350 mã 128. 51 Trần Chiến. Em này 80 cân. À đấy. Trên dưới 80 cân. Nên mã 78. Mã 78 nhá, trên dưới 80 cân mã 78.
Đây ghi 30. 30. Tính cậu vào 30. 128 đi cầu tú. À, tiếp tục con này 75 cân. 350. Em này 75 cân đây, cho mã 199 đây. Mã đẹp này. Bảy mươi lăm cân mã 199. E này cũng 70-75 cân. 70-75 cân ạ, 75 cân, chốt này 200k mã 188. Bảy tám Thùy Dung. Loại này 199 Nga Văn. Loại này đột phá về về ấy. Đột phá về đây. Phong cách thời trang. Có lại bình thường. Em này chắc phải 75 80 cân. Còn không tầm 70 nếu mà mặc thoải mái như này 70 được. Còn chị nào thích 55 cân mà mặc một cách lạ lùng thì mặc được. Không. À. Chốt 100k cho nhá, lên mã 87, chốt 100k mã 87. Cái này lấy được mặc tao bán mày đấy. Bán đi chốt cháu nhá. Một tấn 8 Long Bùi. 50 cân. Anh em nào 50 cân, chuẩn. Nam nữ đều mặc được. 50kg, xuất sắc. Nên mã 178. Mã 178. Đúng, áo đấy mặc free size hơi đẹp đấy. Đấy, phong cách đẹp. Giật luôn. Đi ngủ không cần trang. Tiếp tục, con này 70-75 cân. 70-75 cân nhá. Nên cho mã 56. Mã 56. Hết chưa? 18 đồng luyện. Con này cuối cùng em nghỉ đây. Em này 75 80 cân. Chốt con này 200k nên mã 121. 200k mã 121. Kinh nhỉ, vẫn 1500 người. À, tiết mục tất này. 56 Hưng Trân Công. Bình thường. Tất dài. Một set 3 đôi 2 màu đen trắng. Nike chuẩn hãng kia này. Một set 3 đôi. Cực kỳ dày đó nhá, dày lắm. Đi hạn chế rất là thoáng. Hạn chế tối đa việc hôi chân. Không nhão không xù. Đi các loại size luôn, từ 36 cho đến 45 luôn. Không bao giờ bị nhão luôn. Cái này là 120.000 nhá. Một set 3 đôi 2 màu này. Mới lấy được một con à. Con loại cổ ngắn đấy. Loại cổ ngắn này có một Vũ Hải Thành. Có màu đen, màu xám và màu trắng cho em. Con này 3 đôi, một set. Màu đen, màu xám và màu trắng ạ. Rất rẻ nhá. Đằng nào mọi người mua tất thôi. Ra chợ giờ 4-50 một đôi thì mới đi được. 3 đôi là có 100.000 thôi. 100.000. Màu đen, màu xám, màu trắng. Cả nhà nếu mà chốt thì comment số lượng, chủng loại, số lượng, màu sắc lên cho em nhá. Tất chỉ việc chốt thôi. Sướng, đi đã luôn. Em Phúc nghỉ đây. Chắc có lẽ phải 1-2 buổi live nữa. Lên cái áo phao nữa cho mọi người. Có dưới nhiệt giống máu đang mặc không? Cái này còn không à Mạnh ơi? Còn size to thôi, 75 cân. Áo dưới nhiệt. Áo ngoài ấy. Còn đâu size to? Size to. Cái ai đấy mặc về cho thằng đấy, thằng bạn. Biết rồi. Cái này là size M à? Còn size gì? Còn size gì? Còn size XL mấy cái size 2XL à? Còn 2XL. Áo giữ nhiệt em còn tất em sẽ không in đâu nhá. À, tất em không đọc tên đâu, mọi người chỉ còn cần comment một lần thôi, nhân viên họ sẽ tiếp nhận luôn. Áo giữ nhiệt chỉ còn 75 cân thôi. Ông nào không lấy mẫu 58 thì để lại cho mình nha. Khó anh. Hầu như áo này các bác chốt hầu như lấy hết. Rồi mọi người cứ comment tất thôi, bên em sẽ không đọc tên đâu.
có đơn nhá, cứ comment là có đơn. Nên 55-60 kg. Em hết rồi. Tất cổ ngắn xám 3 đôi. Đấy, giữ nhiệt phải 75 cân nhá, bạn nào 75 cân vừa thì chốt nhá. Cho mình 65 kg. Cái này 65 cân đây, nhưng mà cái bạn thằng bạn đồng nhà em đang cần một cái áo này đi học, thành ra là em lại phải mang về. Ok anh Facebook Nguyễn Hoàng nhá. Ok Nhật Minh. Ok Đặng Luyện. Mã chốt toàn trượt 6 đôi xám. Vinh Lê. Tất đen của ngắn 3 đôi. Nguyễn Văn Vũ. Ok Nhật Minh nhá. Anh Bình LV chốt 2 set tất cổ cao, 1 set trắng 1 set đen. Ok. Tất cổ ngắn màu xám 3 đôi. Dạ, Huy ra. Mọi người comment tất đi. Xong rồi bạn chốt đơn bạn sẽ tổng hợp mai chia cho mọi người nhá. Áo giữ nhiệt đây á, áo giữ nhiệt này là 250.000 à. Bạn nào chốt đi, thực ra là cái này trước ấy bán 230, 250. Còn chốt thì chốt các bác là size to 75 cân, còn mỗi size to thôi, bán 200.000. Bác nào chốt thì chốt nhá. Áo giữ nhiệt này mặc thì miễn bàn luôn rồi. 200k bán nốt là cái size 75 cân. Size nhỏ nó không còn đâu. Này. Nhiều bác là mặc rồi, sướng. Đấy, em mặc từ tối giờ khá là ok luôn. Shop có rep dép không á? Dép Trần Thanh. Dép chưa có đâu, mấy hôm nữa. Hôm nữa có. 80 kg có không ạ? À? Ơi Trần Thanh. Nguyễn Thế Lực có, 80 cân có nhá. Tốt cái áo giữ nhiệt cho anh Nguyễn Thế Lực đi. Mai anh đấy đấy nhá. Bác nào 75 80 cân comment lên áo giữ nhiệt nhá. Rồi ok em xuống đây. Cảm ơn tất cả các bác đã tham gia vào livestream của em hôm nay nhá. Sáng mai nhân viên bên em sẽ phân loại và gửi mọi người qua Messenger. Chốt 75. Trọng Nguyễn, anh Trọng Nguyễn. Áo giữ nhiệt Hải Anh. Đức Niêu Nguyễn tất. Áo giữ nhiệt 75 Hoàng Hà Thanh. Em in hết rồi đấy ạ. Có cả màu đen phải không? Màu đen. Màu đen màu xám có đấy. Nếu không mai tư vấn cho các bác nữa, cũng lấy hai cái luôn. Mặc thay đổi. Nên vài cái 55-60 cân đã. Hết rồi. Những cái size đấy hầu như mọi người chốt không còn cái nào luôn đấy. 85 cân chắc mặc được đấy. Còn bộ quần áo lì nào không? Còn không? Hết à? Hết. Năm nay bán cháy hàng hết rồi. Tất cổ ngắn màu đen 3 đôi. Anh Hương Tông. Mọi người comment tất một lần thôi nhá. Trang Đình áo giữ nhiệt. Mạnh lưu ý nhá. Tìm tất cả các dữ liệu để ra đừng bỏ sót. Mai các bác thiếu đơn. Có xem lại được like để chốt lại không? Không xem lại. Toàn bộ live stream nhà em nhá. Từ quần áo đến giày dép. Không xem lại để chốt được đâu ạ. Kể cả những mã mà còn chăng nữa là không tìm được đâu. Bởi vì không có thời gian để mà đi lấy lại cho mọi người. Tất thấp cổ thế nào anh Phúc? Đây tất thấp cổ đây. Loại này có 3 màu đen xám trắng. Cái này màu xám này. Màu sáng nhưng mà màu xám nhưng mà nó cũng sáng sáng. Adidas. Màu set này 3 đôi. Thấp cổ đây. Có màu đen, màu xám và màu trắng. Cái này có 100.000 một set thôi. 100.000 một set cho em nhé. Đấy. Đây màu trắng đây. Còn loại cổ cao này này. Những bác nào comment rồi thì đừng comment nữa cho em nhá. Cổ cao này kỳ một set cũng 3 đôi luôn. 3 màu đen à, mà 2 màu đen trắng. Đấy. Áo giữ nhiệt không có size M. Mới chốt được có một cái. Ôi giời, mọi người cứ xem dần thôi. Mình xác định săn hàng C thì nó không như hàng mới. Tất giày không anh? Ôi giời, không phải hỏi. Cái cổ ngắn này thì nó mỏng hơn cái cổ giày. Cổ ngắn này, à quên. Cổ ngắn này mỏng hơn cái cổ cao. Cổ cao này thì giày khỏi bàn rồi. Đây giờ này là biết đúng không? Cực kỳ giày luôn. Mà nó giữ form cực tốt nhá. Giữ form. Cái này giày. À, dĩ nhiên 80g, 2 cái đen xám. Tất 2 quần. Ok anh Lưu Đông. Bên kho bên kia là hết rồi đó. Con gió mỏng. Con gió mỏng à? Bên
Có gió mỏng, hôm nào mang về để nên cho các bác phát 49k đi nha. 49k cho đủ các loại luôn, tổng hợp luôn. Đúng không? Đây lọc chỗ này xem cái gió hiệu xem là có cái nào nữ lọc ra. Để con biết đường bán nữ hay là cũng vẫn bán thôi. À đây là cái gì? Ba bừa. Chưa chốt em bộ đát 55 cân. Hiệu với ai đây? Bộ đát hết rồi em ơi. Nguyễn Gia Hùng xét tất. Chủ nhật 80. Anh có. Ok, em xuống nhá. Em tiếp nhận thông tin tất cả của tất cả mọi người rồi. Em xuống đây. Áo thứ nhất 55-60 cân không có đâu. Trương Vũ cho mình xem tất cổ ngắn nào. Tất cổ ngắn đây. Dưới mắt cá chân. Tổng chất tất này tiêu chuẩn rồi. 30-55 cân vẫn có, cứ săn nhá, mấy hôm nữa lên. Trọng Nguyễn. Rồi ok. Chúc mọi người ngủ ngon ạ, em xuống ạ.